Xin kính chào quý khán giả của FPT Play. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với toàn cảnh của vòng 13 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2023. Trong số này, tung cán bộ vào bắt gôn, Bà Rịa Vũng Tàu chưa thể đổi vận. Câu lạc bộ Phú Thọ hưởng niềm vui trong trận chung kết ngược. Ngược dòng cảm xúc, chiến thắng vỡ òa tại Long An. Sinh nhật không trọn vẹn của huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn. Thanh Nhàn tỏa sáng, câu lạc bộ PVF CND lấy lại vị trí nhì bảng. Ở trận đấu sớm nhất vòng 13 giữa câu lạc bộ Hòa Bình và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, đáng ngạc nhiên khi đội khách đã tung cán bộ phân tích kỹ thuật Danh Hoàng Tuấn vào bắt chính trong trận này, trong lúc dự bị cho anh là thủ môn Nguyễn Nhật Nguyên, người đã bắt chính ở trận gặp Phú Thọ trước đó. Bên kia chiến tuyến, đây là một trận đấu quan trọng của câu lạc bộ Hòa Bình, bởi chỉ cần có thêm được 3 điểm, niềm tự hào Tây Bắc sẽ vươn lên chen chân ở vị trí top 3 trên bảng xếp hạng. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ của cả hai đội đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều không thành công trong việc đưa bóng vào khung thành. Câu lạc bộ Hòa Bình đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn, trong đó có cú dứt điểm trúng cột dọc. Bước sang hiệp 2, ở phút thi đấu thứ 52, trung đạo ở vị trí thuận lợi đã tung cú dứt điểm khiến hàng phòng ngự của đội khách bối rối và thành công ghi bàn giúp chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tỷ số 1-0 được giữ tới cuối trận. Với chiến thắng này, câu lạc bộ Hòa Bình tạm vươn lên vị trí thứ 3. Trong khi đó, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu vẫn nằm ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Phú Thọ và câu lạc bộ Bình Phước được coi là chung kết ngược tại vòng 13. Chiến thắng 3-1 trước Bà Rịa Vũng Tàu giúp đội bóng đất tổ tạm nhường lại vị trí cuối bảng cho chính Bình Phước. Nếu đánh bại đối thủ, câu lạc bộ Phú Thọ sẽ dần yên tâm hơn trong cuộc chiến trụ hạng khi nâng khoảng cách lên thành 5 điểm. Ở trận lượt đi, Phú Thọ đã đánh bại Bình Phước với tỷ số 2-0 ngay tại Đồng Xoài. Bước vào trận đấu, các cầu thủ Phú Thọ nhanh chóng dâng cao đội hình, làm chủ thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của FC Bình Phước. Tuy nhiên, các cầu thủ của Bình Phước cũng cho thấy khả năng chơi phòng ngự khoa học và chắc chắn của mình, nên không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ của cả hai đội bóng đều thực hiện lối chơi đôi công ở khu vực giữa sân với nhiều tình huống tranh chấp bóng quyết liệt. Sau nhiều nỗ lực, Ngô Sĩ Trinh của Phú Thọ tung cú sút đẹp mắt vào lưới Bình Phước, giúp đội nhà ấn định thắng lợi 1-0. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Hồ Hoàng Tiến giành được 15 điểm và vươn lên xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu. Đón tiếp đội đầu bảng Quảng Nam được dự báo là trận đấu rất khó khăn đối với các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức khi ông không có trong tay nhạc trưởng Tài Lộc, và khó khăn thực sự đến với đội chủ nhà ở phút 30. Quảng Nam tìm được bàn thắng dẫn trước sau pha xử lý không an toàn của thủ môn Nhật Hà. Trong tình huống này, thủ thành Nhật Hà có nhiều không gian để xử lý bóng, nhưng anh lại phát quả bóng quá thấp và để tiền đạo Văn Nam cắt được. Và chính tiền đạo này là người mang về bàn thắng cho đội khách. Sau bàn thua, các cầu thủ Long An buộc phải dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Và tới phút 50, từ pha phối hợp tấn công đẹp mắt, tiền vệ Ngô Hoàng Anh dẫn bóng xâm nhập vòng cấm. Trong nỗ lực phòng ngự, tiền vệ Văn Trạng đã có pha truy cản trái luật trên chấm 11m. Chính Ngô Hoàng Anh là người mang về bàn thắng sau khi đánh lừa được thủ môn đối phương. Bàn thắng cũng giúp giải tỏa tâm lý đối với các cầu thủ Long An. Những đường lên bóng nguy hiểm tiếp tục được đội chủ nhà tạo ra. Tới phút 56, tỷ số là 2-1 cho đội chủ nhà Long An sau cú sút kỹ thuật của tiền đạo Thanh Phong. Với chiến thắng 2-1 chung cuộc, Long An tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 20 điểm, kém đội đầu bảng Quảng Nam 5 điểm. Ở vòng 14, Long An sẽ phải hành quân tới làm khách trước đội bóng Hòa Bình, một trong những câu lạc bộ đang có phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại. Và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Trận đấu sớm nhất trong ngày 30 tháng 7 là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Phù Đổng và câu lạc bộ Bình Thuận. Dù cầm quân ngay trong ngày sinh nhật, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn đã phải chứng kiến kịch bản không mong muốn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà đã bị dội gáo nước lạnh khi Thành Kiên điền tên lên bảng điện tử chỉ sau 6 phút bóng lăn. Sau nhiều cơ hội bị phung phí, mãi tới phút 25, Hoàng Thanh Tùng mới có thể cân bằng tỷ số 1-1 cho Phù Đổng. Bàn thắng đã giúp chủ nhà thêm hưng phấn và liên tục vây ép đối thủ. Nhưng trong thế trận ấy, họ lại bất ngờ bị dẫn 1-2 do công của Văn Đô trong một pha phản công nhanh của Bình Thuận ở phút 44.
15 phút sau, từ một tình huống tấn công, Khắc Khiêm đã cân bằng tỷ số 2 đều cho Phù Đồng. Thế trận vẫn diễn ra cân bằng và chủ nhà vẫn là những người nắm thế chủ động. Tuy nhiên, tới phút 87, Bình Thuận lại vượt lên dẫn 3-2 từ cú dứt điểm của Minh Quang và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Thất bại này đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội chủ nhà ở con số 5. Xin chào và hẹn gặp lại. Trận đấu muộn nhất vòng 13 là màn chạm trán giữa câu lạc bộ PVF CND và câu lạc bộ Huế. Trong bối cảnh bị rơi xuống vị trí thứ 5 với 19 điểm, PVF CND cần phải thắng trận này để kéo gần khoảng cách với Quảng Nam. Do vậy không ngạc nhiên khi đội chủ nhà tràn lên tấn công ngay từ đầu và bàn đã đến ở phút thứ 5 do công của Lê Minh Bình. Thế trận vẫn được PVF CND áp đặt ở quãng thời gian sau đó, khiến hàng phòng ngự của Huế phải chống đỡ rất vất vả. Do vậy đội khách đến từ Cố đô vẫn có không ít cơ hội để ăn bàn, chỉ tiếc là các chân sút của họ không thể tận dụng được. Bước sang hiệp 2, PVF CND tiếp tục lấn lướt và ngay phút 49, Thanh Nhàn đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Với hai bàn cách biệt, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Trung chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Không có thêm bàn thắng nào được ghi ở quãng thời gian còn lại. Chiến thắng 2-0 chung cuộc thuộc về câu lạc bộ PVF CND, qua đó giúp họ lấy lại vị trí nhì bảng với 22 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng câu lạc bộ Quảng Nam. Vừa rồi là những diễn biến của 5 cặp đấu thuộc vòng 13 và sau đây là 5 bàn thắng đẹp nhất của vòng. Minh Quang, tốc độ của Minh Quang. Vào phía trong được rồi, Minh Quang làm gì? Làm gì? Dấu son của Bình Thuận lại thắm lên và người tô vết son ấy vẫn là Minh Quang. Khá tốt, đỡ bóng tốt, dứt điểm đi. Qua về. Một món quà đã được dành cho huấn luyện viên Nguyễn Văn Đạt. Tất cả đều đang hướng về phía vị huấn luyện viên trưởng của mình. Này, bóng không qua được hàng rào, vẫn đang là các thủ của chủ nhà. Dứt điểm vào, một không và người lập công là Si Trinh. Là Thanh Nhàn. Và đi bóng rất tốt của Thanh Nhàn, dứt điểm. Vào! Được coi là một siêu phẩm và tuyệt vời. Loại bỏ đối thủ, sau đó tung ra một pha dứt điểm góc xa. Ở ngay đầu vòng 16m50. Và bây giờ là bảng kết quả 5 trận đấu của giải hạng nhất quốc gia sau vòng 13.
chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng của giải hạng nhất sau vòng đấu vừa qua. Tất cả những diễn biến mới nhất của vòng quay hạng nhất quốc gia Viettel Vàng 2023 sẽ được FPT Play cập nhật liên tục trên các nền tảng. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.